Bóng đá là một vòng lặp của thời gian, là những nơi họ từng đến để thành danh, những đối thủ họ từng gặp để chiêm nghiệm. Có những chặng đường không dẫn tới tột đỉnh vinh quang, nhưng lại là lời giải đáp cho những câu hỏi. Những người Tây Á có mạnh như chúng ta vẫn tưởng tượng? Có cái dốc nào mang tên Indonesia? Hay những người Mã Lai có thực sự là khắc tinh của màu áo đỏ? Hãy dõi theo và sẵn sàng cho một hành trình lịch sử với 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi đội tuyển Việt Nam sẽ chinh phục Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE. Vì một mục tiêu cuối cùng, đón xem trên VTV và các kênh fanpage YouTube của Next Sport bắt đầu từ ngày 7 tháng 6.